Xin chào mọi người nhé, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu đèn ngủ lông vũ tim đen cho các bạn xem nhé. Lông vũ trái tim này các bạn này, đèn này lông rất là to nhé, lông to và đẹp nhé. Cái này các bạn có thể dùng để phòng ngủ đèn để trang trí trước mình rất là ok nhé. Hiện tại thì mình có sẵn hai màu này, màu trắng và màu hồng nhé. Đây bây giờ tiến gần đây mình sẽ quay chi tiết này, lông của nó này rất là to và đẹp nhé, lông tơi nhé mọi người. Khi mà mua về các bạn chỉ có vuốt lông như này nhé, để lông nó tơi dần dần nhé mọi người, lông rất tơi dần dần nhé. Đây là lông vũ này, còn đây là kim loại của nó, là kim loại mạ in ấp này. Có đính đá này, cách đẹo này các bạn. Màu trắng này, đây là còn đây là màu trắng nhé mọi người. Các bạn có thể dùng công tắc tất bật như này nhé. Bóng đèn của nó đây mọi người, bóng đèn đây. Đấy. Kiểu dáng rất là đẹp nhé mọi người. Thì tùy vào nhu cầu các bạn ấy, mình có hai màu này thì các bạn thích màu nào cũng được nhé. Đấy, thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn nhé, mình chào các bạn.